chào cô chú anh chị và các bạn yêu thích máy cày nha. Bữa nay mình đến kho bãi Cửu Long thì mình sẽ quay cho các bạn xem cái những chiếc máy cày mà bên đây ở kho bãi bên đây là giao lưu các bạn nha. Thì cái chiếc đây là chiếc Toyota, chiếc này là đã giao lưu rồi cả nhà, chiếc này rất đẹp nè, đã giao lưu rồi. Thì giờ mình tiếp tục mình coi cái con Yanma EF 514 nha. Thì mình coi đơn lẻ cái chiếc này thì có tút nhẹ lại nha cả nhà. Rồi để mình qua đây mình xem cái số vỏ của em nó đây, vì đây trời mưa. Số vỏ của em nó là 13.6-26 nha. Còn cái vỏ trước, vỏ trước của nó là cái vỏ mới nha cả nhà. Đây là cái vỏ mới nha. Đây cái vỏ trước của nó là 8.00-18. Thì mâm thì cũng có sơn tút nhẹ lại và tút lại nha. Cái cầu trước thì các bạn xem cái cầu trước của em nó đây. Đây, cái cầu trước đây. Thì xe này tút lại thì rất đẹp nha, rất khô ra nha. Rồi các bạn xem cái phần máy của em nó, để các bạn mình xem cái phần máy của nó. Xe này là chiếc hai cầu nha cả nhà. Chiếc này hai cầu. Đây phần lườn trước của em nó đây. Cái này gỡ ở trên cho được không anh? Anh ơi, gỡ trên cho được không? Gỡ trên, mình gỡ nắp trên cho được không? Để mình bên kêu cái phần máy để dỡ cái mấy cái phần trên cho mình coi cái máy. Dỡ lên coi máy anh. À, coi cái máy luôn cho bên này coi nó máy đó. Rồi để bên anh này là bên kho bãi nè. Dỡ lên mình coi cái phần máy này, mỗi cái máy đó mình nó dỡ nè. Rồi để xíu này. Rồi các bạn xem cái phần máy nè, máy này rất đẹp luôn cả nhà. Cái phần ngoài thì bên này đã tút lại, cái phần trong máy thì rất đẹp nha. Bên Cửu Long thì ta là bên máy này là rất kỹ luôn cả nhà. Đây để mình đứng lên mình coi cho các bạn xem cái phần máy nha. Đó. Phần máy này. Đây qua bên đây mình coi cái phần chi tiết bên đây nè, đây. Chiếc này là chiếc 4 máy nha cả nhà. Chiếc này là chiếc 4 máy nha. Rồi. Chiếc này chiếc 4 máy nha, tất cả đều rất đẹp, ok nha. Rồi mình để xuống. Rồi bắt đầu mình lên mình coi cái phần bên cái số giờ em nó chạy nha. Thì số giờ của em nó là 2.263 giờ nha cả nhà. Giờ bên đây thì xe này đã dọn lại là hoàn chỉnh hết. Thì các bạn giao lưu, các bạn tới thì máy rồi nổ ok, thử máy này kia là nổ hết. Cho các bạn xem vừa ý thì các bạn cứ giao lưu về giờ cách vận chuyển như thế nào thôi. Đó, xe này là máy là đã hoàn chỉnh hết rồi. Mình ra phần sau mình xem cái đùa sau em nói nha, tại vì xe này thì quá nhiều xe đi thì mình phải chi tiết mình
thì quá nhiều xe. Để mình coi cái đùi sau em nói nha. Đây, cái đùi sau của nó thì và bên kho bãi đùi thẳng là rất đẹp luôn cả nhà. Bình dầu nó nằm làm sao thì đã có cái mái che nữa. Cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ kênh mình rất nhiều.